Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn tháng mới thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe và bình an ha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ review một lô ở khu L Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn đầu tư đất xây nhà hoặc là xây phòng trọ. Thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và em đang đứng ở trước mặt của lô đất mà em muốn giới thiệu ạ. Và đây chính là lô đất nha cả nhà. Lô đất này có vị trí từ nhà bên này đến mép này bên này nha. Ngang 5 và dài 30, tổng là 150m2, thổ cư 100% ha. Đằng sau là dài tới cái nhà có cái hàng rào sắt đó luôn ạ. Đó là vuông vắn luôn nha cả nhà. Đây người ta đang mượn đất để người ta trồng rau ạ. Thì với diện tích này dài như thế này thì chúng ta có thể xây nhà trọ cũng được, mà chúng ta cũng có thể xây nhà trừ đằng sau để trồng rau nuôi gà, còn đằng trước thì mình xây nhà ở rồi sân để xe hơi. Thì lô này rất là vuông vắn ha. Mặt tiền đường DL16 là đường thông dài, và cái đoạn này nó gần với đường NE8 ha. Đường này sẽ chạy thẳng thông dài lên với gần đường vành đai 4 luôn ha cả nhà ha. Phía trước thì phía trước chúng ta đó chính là đường DL14 là đường thông dài, và khu siêu thị cũng gần ở khu này luôn, cách chỉ khoảng 200m thôi, 200-300m thôi. Và phía trước đằng trước chúng ta đó chính là đường NE8 ha. Cái căn nhà đó là đường mặt tiền đường NE8. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái lô đất một lần nữa, là ngang 5, dài 30, tổng 150m2, thổ cư 100% nha cả nhà, sổ sẵn. Bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất này như thế nào ha. Khu L Mỹ Phước 3 nó có một đặc điểm nổi trội, đó chính là nó đối diện với, nó gần với trường Đại học Việt Đức và chuẩn bị siêu thị Go xây. Thì khu L này cũng gần đi lại siêu thị rất là gần nha cả nhà, chỉ có mấy trăm mét thôi. Và từ lô đất mà chạy lại với trung tâm Mỹ Phước 3 thì cũng rất là gần, khoảng 700-800m là tới với trung tâm Mỹ Phước 3 rồi. Và đây chính là đường DL14 là đường thông dài nối liền giữa đường NE8 qua vành đai 4 nha cả nhà nha. Rồi sau chúng ta chạy thẳng trục đường này thì ra tới với siêu thị Go và khu công viên của biệt thự Ecolex. Đây chính là đường NE8 ha, là trục đường chính của khu Mỹ Phước 3. Trung tâm tập trung hết ở trên cái trục đường này ha. Phía đằng trước chúng ta cái cổng Mỹ Phước 3, và đó là quốc lộ 13. Và hướng quay ngược trở lại này thì nếu mà chúng ta đi thẳng đường NE8 này thì nó sẽ cắt ngang với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và đường DT741 nha cả nhà nha. Thì Mỹ Phước 3 đường NE8 này là tập trung tất cả các dịch vụ ăn uống, quần áo, cũng như là các tiện ích như là chợ, rồi bệnh viện này, rồi trường học này, cũng như là các ban ngành hành chính thì cũng tập trung ở đây nha. Phòng công chứng, ngân hàng. Nói chung là ở đường Mỹ Phước 3 này là tập trung tất cả các tiện ích, nên là khu này rất là buổi tối rất là sầm uất ha. Trục đường này buổi tối về đêm á, quán ăn rồi dịch vụ này này kia rất là nhiều. Vì thế ai mà mua cái lô lúc nãy mà em giới thiệu cũng rất là tiện lợi ha, sát với trung tâm này. Nên là chúng ta mua đầu tư cũng được, mà chúng ta mua để xây trọ cũng được. Nó cắt khu công nghiệp thì cũng khoảng độ 700-800m thôi. Phía đằng trước em quay á, em đang quay chạy thẳng lên là tới đèn xanh đèn đỏ, đó là khu bên kia đường á, là khu công nghiệp rồi cả nha cả nhà. Nên là khu công nghiệp cũng rất là gần ở đây luôn, đầy đủ tiện ích, nên là anh chị em công nhân viên tập trung sinh sống và làm việc ở đây khá là nhiều ha. Trục đường này buổi tối chúng ta đi dạo này, hóng mát này, ăn uống này, dạo phố ở trục đường này thì rất là vui. Vì thế quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy kết bạn Zalo số điện thoại là 0973508841 thì em sẽ gửi thông tin cho cả nhà xem nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây ha. Em chào.